Vào lúc 10 giờ 20 tối nay, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng vợ của mình đã có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Trước đó thì ông đã phải cùng với vợ, cùng các hành khách từ Hàn Quốc bay sang Việt Nam phải trải qua một quá trình kiểm tra y tế vô cùng gắt gao ở sân bay Nội Bài, kéo dài khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng vợ của mình đã di chuyển rất nhanh lên ô tô để trở về với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bắt đầu chính thức bước vào công việc của mình ở đội tuyển Việt Nam bắt đầu từ ngày mai. Và nhiệm vụ của ông sẽ là cùng với đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu. Thứ nhất là trận giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 26 tháng 3 trên sân Bình Dương. Rồi sau đó sẽ là trận đấu với Malaysia ở vòng loại World Cup năm 2022 khu vực châu Á trên sân của đối phương vào ngày 31 tháng 3 tới. Okay.